Sao không? Ông khỏe không? Ừ, trông giống một chút. À. Trời ơi, còn người nữa này. Kiểu sớm hơn người nữa. Em phải đi đón đây, đón người. Máy rồi, máy rồi.
Xin chào bác đi. Từ sướng đấy, bà ông từ sướng. Cả nhà vào đấy, cả nhà vào đấy. Kia. Yeah. Tuấn Anh và cả nhà vào đấy, cả nhà vào. Rồi, ok, ok, anh vào đi ngồi luôn. Bà Sâm giơ tay chào gái, đứng ơi. Tất cả mọi người vào đây. Cho đủ hết đi. Tất cả vào đây, cả họ cho mình vào đây. Chưa thiếu lắm, còn lắp mặt nhiều lắm. Là các con nhỏ đấy trước đây các con. 4, 3, 2.
đếm lại nào. Là các con vào đây các con. Bây giờ nha, các con đủ chưa? 4, 3, 2, 1. Yeah! Yêu em không, anh không đòi quà. Yêu em, anh Trung ơi, đang yêu em không đòi quà, yêu em không đòi quà. Cà rách. Đập cho nào rồi? Phải, mà yêu em không đòi quà đấy mà. Con say con không đòi quà. Ngay đây. Tiền. Thế là nhà này là bao tính bao tiền mét này? Ba mấy? Xin 20 triệu đó. Sao rẻ đấy? Anh mua màu không phải là nó như thế này đâu. À rồi, ok bạn, nhưng mà mình thêm khoảng tầm 700 thôi. 700 mà đúng chắc đâu? 700 á? Hay 500 nữa. Hơn tỷ đối thất nữa. Gần bằng ngày kia nữa. Ôi, gần ngày kia nữa, thế là gần 40 triệu mét. Tính cả đối thất cơ tiếp vào 40 triệu. Ủa, đúng không? Có nghe thêm nội thất nữa, thất tự làm đúng không? Không. Thế tóm lại là 40 triệu mét gồm tất cả đồ trong nhà, từ tủ luyện, lạnh, tivi, thứ đúng không? Trái 300 m, phố Lương Ngọc Quyến. Nhà khoảng 7 tầng. Nhà 7 tầng nhưng không có tàu, có thang máy đúng không? Có 12 tầng thôi. 12. À, nhà bác chủ đây. Tầng 12 cao nhất. Tầng 12.
Tình nhớ là có đi đâu? Thằng máy kẹt. Thằng máy à? Kẹt, chọc chọc đi. Ôi thằng máy ghê nhỉ, thằng máy ở nhà vệ sinh nhỉ? Thằng máy mới ở bên nhà đó. Dạ vâng, anh chú.